Hey hey, mọi cảm ơn mọi người đến với kênh giải trí Number Phone TV, lại là Hào đây. Và hôm nay Hào muốn dành cái topic này để nói về những chai nước hoa dành cho văn phòng nha. Và những cái tiêu chí gì mọi người đặt ra khi mọi người lựa một chai nước hoa đem đi làm văn phòng nè. Thứ nhất thì họ thấy đa số mọi người sẽ dùng những cái mùi hương đó sẽ khá là an toàn. Bởi vì là mọi người hay nói đó là văn phòng là một cái không gian chính nè, mọi người nên tôn trọng không gian của nhau, đừng sử dụng mùi nào nó quá nồng, nó quá này nọ ha. Nhưng mà cho nên đó là lý do hôm nay họ xử lý là những cái chai mùi hương, những cái mùi hương những chai nước hoa mà họ thấy có tông mùi nồng ấm nha, đúng nghĩa là nồng ấm luôn chứ không một cái độ tươi nào trong này, nhưng mà vẫn có thể sử dụng được cho văn phòng công sở, nên đó công chuyện thôi. Let's go. Ok, và cái lý do Hà làm tao biết ngày hôm nay là bởi vì sau khi một thời gian họ trải nghiệm thì họ thấy có khá là nhiều chai nước hoa mặc dù là tỏa mùi nồng ấm, nhưng mà thật sự ở cái mức độ performance của nó tỏa mùi không quá mạnh. Và những cái chai nước hoa này Hà lựa ra trong đây thì nó cũng không có quá nhiều tầng lớp nha, không có phải là có nghĩa là nó không có đủ 3 tầng như là tầng hương giữa, hương cuối và hương đầu, nhưng mà ở đây kiểu như là cái mùi hương nó sẽ không có quá dày mùi á, mọi người sẽ không có thấy một cái kiểu là một cái cục mùi mà nó rất là quyện lại nhiều mùi khác nhau thì nó không có cái trường hợp đó. Ok, đến với chai đầu tiên, một trong những gương mặt quá đình đám và quá quen thuộc với mọi người rồi ha, thì đó chính là Lanvin Dolom. Em này với nhiều danh tiếng khác nhau, giống là nước hoa sát gái này, nước hoa sexy, nước hoa gọi là quyến rũ nhất dành cho đàn ông, thì ok Hào vẫn ghi nhận những cái điều đó, nhưng mà nói về cái độ bám tỏa thì em này Hào không đánh giá cao nha. Bởi vì mùi hương của em này Hào thấy nó là một cái mùi cây, nhưng mà khi mà mọi người đặt lên bàn cong và so sánh với một cái mùi cây kinh điển khác, chẳng hạn như là mình có Spice Bomb của nhà Victor and Rolf, thì mọi người sẽ thấy cái vị cây của em này nó không có xì nhề gì hết với lại Spice Bomb nha. Cho nên mùi hương em này khi mà xịt vào đi làm văn phòng một cái không gian kín cỡ nào thì Hào thấy nó vẫn có một cái độ tươi, một cái độ gọi là kiểu nó cuốn hút và nó nam tính, và nó có một gì đó rất là khác biệt. Ấm thì có nhưng mà chưa đến mức gọi là quá khó chịu dành cho văn phòng công sở nha. Ok, một cái mặt tiếp theo mà Hào cũng dành khá là nhiều gọi là slot cho nó một khi Hào đi làm văn phòng ở đây một phim á, thì đó chính là Replica Jazz Club. Em này á, thì mọi người biết tới giống như là mùi rượu rum nè, thuốc lá nè, mùi gỗ nè, vani nè. Nhiều người chắc chắn ngửi vào thì họ sẽ không có liên tưởng được đây là một cái môi trường văn phòng công sở kín nè, không gian khá là ngột ngạt hay là sao đó. Họ là những đối với đặc biệt là cái thời tiết ở Sài Gòn đó là đi ra ngoài đường là nắng rồi cho nên thấy rất là khó chịu, thì đúng em này vẫn hợp với thu đông, nhưng mà cái performance của em này á, thứ nhất là nó tỏ không quá xa và mùi hương nó sẽ lên rất là nhẹ nhàng và nó không bị dày lớp, cho nên là họ thấy rằng nó rất là phù hợp để đi làm văn phòng công sở. Và giữa một cái rừng mà kiểu ai cũng lo sợ đó là kiểu sử dụng những cái mùi hương nó sẽ bị quá lố, thì như là sử dụng Blue Fragrance hoặc là Dior Sauvage hoặc là Bleu de Chanel thì nó hơi basic quá. Thì đối với Hào á, nếu mà các bạn sử dụng cái chai này xịt tầm khoảng 3 cho tới 4 shot thôi thì Hào nghĩ mọi người vẫn tạo ra một cái môi trường làm việc văn phòng công sở nó vẫn rất là thân thiện với những người xung quanh và nó không bị quá lố tí nào luôn. Và mùi hương em này nó đem lại một cảm giác cũng rất là hay ho và kiểu sành điệu trong gu thời trang và gu ăn mặc của mình nữa. Ok, và chai tiếp theo Hào lấy từ nhà Initio Parfums. Em này có tên là Rehab. Để mình miêu tả Rehab cho dễ hiểu nhất nha, thì Hào sẽ so sánh em nó mùi hương với lại Spice Bomb Victor and Rolf. Cái chai Spice Bomb chất lựu đạn á, nhưng mà mọi người hãy loại trừ cái yếu tố đặc trưng nhất của Spice Bomb, đó chính là mùi cây, thì mọi người sẽ ra được cái mùi hương của em này. Nó giữ lại được cái vị ngọt, kiểu như là mọi người sẽ ngửi vào bản thân phòng, mọi người sẽ thấy là có gỗ nè, như là gỗ tuyết tùng, sandalwood, gỗ đàn hương và cedarwood, và một chút gì đó mùi của xạ hương. Nhưng mà xạ hương ở đây họ thấy nó không đi theo một cái hướng nó là tạo lên cái mùi phấn hoa của giống như trong Narciso, nhưng mà nó sẽ tạo lên một cái mùi phấn, chỉ là một cái mùi bột trắng thôi. Ở đây nó giống như một cái mùi bột trắng nó pha với là cái mùi của gỗ á, cho nên mọi người sẽ thấy cái mùi nó hơi bột bột trắng trắng, gọi là một loại bột không mùi vậy đó. Thì mọi người sẽ tưởng tượng ra được cái mùi hương của Initio Rehab này. Thì đối với mùi hương em này á, nó thuần chủng đúng nghĩa là một mùi hương dành cho thu đông, nhưng mà một lần nữa thì mùi hương nó sẽ không lên quá mùi dày mùi, và thứ hai nó là mùi ngọt, nó rất là dễ chịu và tinh tế, nên Hào sẽ khá là highly recommend bạn sử dụng chai này nếu mà tìm kiếm một cái mùi hương độc đáo hơn, mới lạ hơn dành cho văn phòng công sở nha. Nói về mùi hương em này thì Hào thấy nó rất là unisex, nhưng mà cái mùi hương của ngọt của gỗ và là một chút mùi bột bột phấn phấn xạ hương này thì Hào thấy nó sẽ thiên hướng dành cho nữ nhiều hơn, và Hào nghĩ các bạn nữ cũng sẽ thích mùi hương này nhiều hơn là các bạn nam. Nhưng mà nếu các bạn nam xài thì chả có vấn đề gì, bởi vì Hào thấy nó rất là cá tính ha. Ok, và đến với chai cuối cùng thì Hào quyết định lựa chai nước hoa Angel Share từ bộ sưu tập đó là Delicious của nhà Killian. Và nhiều người cũng thắc mắc, ủa lại nữa hả, hết chai chai scope rồi mà qua tới chai Angel Share chưa đủ hay sao? Thì thật sự Hào thấy cái trường hợp của Angel Share nó cũng khá là tương tự với lại chai scope, đó là mọi người sẽ nhận được một cái combo mùi hương như là rượu cognac nè, những cái gia vị như là spice của cinnamon, mùi quế và mùi gỗ nữa, và những cái loại gia vị ngọt hơn, đúng nghĩa là một mùi hương dành cho thu đông. Nhưng mà tuy nhiên đối với cái thời tiết của Sài Gòn, cái thời tiết kiểu mọi người đi làm văn phòng công sở có máy lạnh á, thì
nào khiến nó vẫn ổn hết. Bởi vì mùi hương em này lên, đầu tiên nó không có dày mùi, nó chỉ lên một cái mùi rượu và cái mùi quế này nọ, nó pha trộn với nhau, nhưng mà ở mức là một cái lớp hương rất là mỏng nhẹ, chứ không phải lên một cái mùi hương mà kiểu ồ ạt, nó tỏa mạnh nè, mà nó kiểu như nó có nhiều tầng lớp thì không. Đối với trường hợp đó thì họ không có. Giống như trường hợp Hào là có Tung là một người đồng nghiệp, thì hôm qua Tung có xịt cái chai Angel Share này, thì Tung xịt tầm khoảng 3-4 shot, và lúc đó Hào với Tung lại đi xuống mua nước ở bên dưới, là cái thời tiết rất là nắng, rất là nóng luôn. Nhưng mà đứng cạnh bên cạnh Tung á, Hào nghe cái mùi hương đó là vẫn phản phất, nó rất là nhẹ nhàng mà nó không có bị nồng và không bị khó chịu tí nào luôn. Nên đó là trường hợp Hào nghĩ rằng đối với Angel Share là một cái mùi hương mà Hào nghĩ rất là dễ dùng cho văn phòng công sở, và đặc biệt ở thời tiết Sài Gòn có hơi nắng nóng một xíu thì Hào nghĩ vẫn ok chứ không có vấn đề gì hết. Ok, và vừa rồi là cảm nghĩ của Hào về bốn chai nước hoa mà Hào nghĩ rằng đó là thùng túi, đó là dành cho mùa thu đông nhưng mà vẫn có thể sử dụng cho đi làm văn phòng công sở ở những nơi như là Sài Gòn nha. Và mọi người có đồng ý kiến với Hào hay không? Nếu mà không có hay là có gì đó thì cũng đều comment cho Hào biết nha. Và những chai nước hoa này Hào sẽ để phần đường link bên dưới phần description nếu mọi người muốn tham khảo về sản phẩm này nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe kênh Nhật Chí Nam Phương TV để đón xem những video lần sau. Và đây là Hào Gaga, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.